Kết hoa hồng vàng, Miss Grand 2022 lại bị tặng búp bê mô hình xấu đau đớn, không thể kém sang hơn. Netizen cảm thấy ái ngại khi Miss Grand Isabella Menin luôn nhận về những món quà ba chấm. Kể từ sau khi Hoa hậu Isabella Menin đăng quang cuộc thi Miss Grand International 2022, khán giả luôn bức xúc thay cho cô vì bị lép vế hơn so với Á hậu một Enva Waraha. Không chỉ có vậy, Isabella Menin còn nhận về những món quà khó hiểu. Mới đây, người đẹp Brazil lại nhận búp bê mô hình mà theo netizen nhận xét là xấu đau đớn. Trong một sự kiện gần đây, Isabella Menin đã được ban tổ chức tặng cho búp bê mô hình của chính bản thân trong đêm chung kết. Tuy nhiên, con búp bê này bị cho là quá xấu và không hề giống với Isabella Menin. Thậm chí, bộ trang phục của món đồ cũng không giống 100% chiếc váy mà cô diện trong ngày đăng quang. Điều này khiến fan sắc đẹp không khỏi phẫn nộ trước sự kém tinh tế của ban tổ chức sự kiện đối với Isabella Menin. Trước đó, nàng hậu đã bị nhận về một bó hoa vàng ngay trong ngày đầu tiên đặt chân đến Thái Lan. Tại đây, hoa màu vàng thường có ý nghĩa không mấy tốt đẹp. Netizen quốc tế cho rằng fan sắc đẹp tại Thái Lan đã không lịch sự khi tặng cho tân Miss Grand món đồ mang tính xúc phạm như vậy. Bình luận của netizen, xấu hơn mấy con búp bê mua 4.000 con hồi nhỏ tôi chơi nữa. Chắc chị cố mỉm cười chứ con búp bê này xấu hơn hàng mua trên mạng nữa. Bỏ 100.000 ra chợ mua con búp bê còn đẹp hơn, không biết giống chỗ nào. Hết bông vàng giờ tới này ha, cái tượng xấu dữ vậy, tới khúc giống chưa vậy, nhìn sơ sài hết sức.